Mình xin chào tất thể các bạn nhé. Thì sáng này là mình cũng đi nhắc chung lần mà. Ở đây này mình đánh bây giờ mình mới đi nhắc. Bây giờ mình xuống nhắc cho các bạn xem nhé. Bởi vì hôm qua điện thoại của mình là bị ngập nước, thế là mình không đăng được video các bạn. Nó cứ trắng bạch này. Đây, lươn này. Rất lặng. Đây nữa này. Đây nữa này. Bởi vì cái điện thoại mình bây giờ lại thành cái đèn trắng, không biết nó bị làm sao. Lươn rất to. Đây. Luôn này. Nào, các bạn, ngườn này. Nào, nặng các bạn. Đây ống nữa đang nặng. Nè, đuôi. Nè,
Rồi các bạn. Đánh khúc xít ống nào các bạn. Cũng nào nặng này. Bởi vì cái điện thoại này của mình bây giờ là nó bị quà nó bị dính nước. Đó, liền này. Tôi phải lấy mình nhớ được hai ống của xe này. Tôi quay cho các bạn xem. Bây giờ mình đi nhấc lốt trong sáng nay nó sáng mình về mình quay cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Thì bây giờ mình về tới nhà rồi, xong bây giờ mình đổ cho tất cả các bạn xem nhé. Cà phê này khi mặt trời sưởi ấm hay dùng hạt đóng băng của sao Hỏa, các phân tử nước chuyển thành ánh khí bốc lên từ đám gió thành tinh đỏ lại trở nên bão hòa, và vì thế nước càng bốc hơi lên trên. Tại đây, mặt trời khiến các phân tử nước. Bây giờ mình đổ cho các bạn xem nhé. Đấy, bây giờ thì nó có nước cho các bạn. Có đến giả giềng thì bạn nào mà cứ đặt trúng lườn ý, cứ liên hệ với vợ chồng nhà mình nhé. Bởi vì bây giờ họ đổ nước ra đến giả giềng vẫn nước nhiều đấy. Bởi vì hôm nay mình đánh xịt mất khoảng 4 cái. Thank you.
trứng này nhấc sướng phết. Rồi các bác, rất to. Để lên nè các bạn. Này quá nhiều các bạn. Đây con lưới to này. Nói chung là hồ lươn này cũng đều này.
Chào các bạn nhé.